Chị các bạn, như vậy là hôm nay giờ học của chúng ta sẽ bước sang bài số 5. Không biết là 4 bài trước mọi người đã ôn kỹ được chưa nhỉ? Hôm nay bài số 5 của chúng ta cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà hôm nay cổ họng mình hơi có vấn đề một chút, nên là thầy Dũng sẽ hỗ trợ mình trong giờ ngày hôm nay. Hôm nay cô Thanh cổ họng hơi có vấn đề một chút, nên là mình sẽ tham gia giờ học cùng với cô Thanh. Ok. Trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nói về vấn đề gì nhỉ cô Thanh nhỉ? Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 mẫu câu. Thứ nhất, nani nani to wa kagiranai. Thứ hai, hazu ga nai. Thứ ba, wake ga nai. Thứ tư, wake dewa nai, hoặc là cách nói khác là toyu wake dewa nai. Và cuối cùng là nai koto wa nai. Rất là đơn giản. Thì cả 5 cái mẫu câu này mình đều sẽ có thể dịch sang một cái nghĩa khá là giống nhau, là chưa chắc, lẽ nào mà lại, hay là làm gì mà có chuyện gì đó, đúng không? Cụ thể thì chúng ta cùng nhau bước vào các ví dụ nhé. Ok. Thứ nhất, chúng ta bước vào mẫu câu tố wa kagiranai. Chúng ta có thể nói lịch sự hơn, đó là tố wa kagirimasen. Cái này mình sẽ dịch là không nhất thiết, hay chưa chắc đã, hay là không thể nói là chuyện nào cũng đúng được. Và cái điều này thì nó diễn tả một cái ngoại lệ nào đó nhé. Ok. Để mình đọc ví dụ đầu tiên nhé. Nihongo o osiete ru no wa kanarazu nihonjin to wa kagiranai. So desu yo ne. Watashi tachi mo nihonjin dewa nai desu kedo. Thế nhưng mà gì nhỉ? Cô dịch đi. Mình sẽ dịch là những người mà dạy tiếng Nhật thì không nhất thiết phải là người Nhật. Đúng rồi. Câu thứ hai. Okane mochi ga kanarazu shimo shiawase to wa kagiranai. Mình có từ kanarazu shimo, đúng không? Là chỉ là nhấn mạnh thêm của từ kanarazu thôi ạ. Chưa chắc rằng cứ giàu là hạnh phúc đâu nhá. Ok. Đấy, câu 3. Superman dakara tte nan demo dekiru to wa kagiranai yo. Ngày bé thì cứ tưởng siêu nhân là cái gì làm cũng được, đúng không? Thế nhưng mà cứ không phải là cứ nói là siêu nhân mà việc gì cũng làm được đâu. Nè. Chúng ta bước vào mẫu thứ tư. Các bạn có đọc được chữ Hán này không? Chữ Hán này là saikin. 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 Valentine Day ni. Chữ Hán này nữa. Okuru. Okuru. Hai. Okuru mono wa chocolate to wa kagiranai. Saikin is ne, gần đây. Cái quà mà người ta tặng nhau vào dịp lễ tình nhân không nhất thiết cứ phải là sô cô la. Nè. Mà là gì nhỉ? Tặng gì bây giờ? Có rất nhiều cô gái thích tiền, đúng không? Không phải, đừng thích tiền. Thế rồi. Để bỏ qua. Mẫu câu thứ hai. Đấy. Ok. Mẫu câu thứ hai là hazu ga nai. Hai. Hazu ga nai. Thì cái này mình sẽ dịch luôn là nhá. Làm gì có chuyện, hay lẽ nào mà lại. Sẽ diễn tả cái tâm trạng rất là ngờ vực của người nói. Ngờ vực như thế nào? Chúng ta bước vào ví dụ thứ nhất. Hai. Tashi yomimasu ne. Hai. Chanto yakusoku shita dakara kare ga konai hazu ga nai. Do shita no kana? Câu này chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? Đã hẹn hò rất là rõ ràng rồi, lẽ nào anh ấy lại không đến? Do shita no kana? Không biết có chuyện gì nhỉ? Ngồi chờ anh ấy, đúng không? Mãi mà không thấy đến. Hai. Câu số 2. Kanojo wa watashi ni uso o tsuita hazu ga nai. Câu này có nghĩa là cực kỳ tin tưởng vào cô người yêu, đúng không? Thế nên là mới nói rằng chắc chắn là không nói dối với tôi đâu. Làm có gì thể có chuyện, đúng không? Ok. Làm gì có chuyện cô ấy nói dối với tôi, đúng không? Câu thứ ba. Kare ga 30 sai zo de aru hazu ga nai. Mada 20 dai de aru ni chigai nai. Câu này mình dịch nhá. Hôm nay ra ngoài đường gặp một anh rất là đẹp trai, đúng không? Về xong rồi, ôi dồi, anh ấy làm gì mà có chuyện trên 30 tuổi được? Chắc chắn là 20 đến 29 tuổi là cùng ấy, tầm tuổi đấy. Cái câu Nichigai này có nghĩa là gì cô giáo nhỉ? Nichigai này là khẳng định một cách chắc chắn cái suy nghĩ của mình. Chắc chắn là mình đã biết điều đó rồi, đúng không? Okay. Hazu desu ne, bằng với hazu desu. Câu thứ tư. Kokka suken nano dakara yasashi hazu ga nai. Ganbaranakute wa. So desu ne, .. Cách nói rất của người Nhật, đúng không nào? Vì là cái kỳ thi quốc gia, thế nên là không thể nào mà có chuyện dễ đơn giản được đâu. Thế nên là bản thân mình mà không cố gắng thì không thể đỗ được đâu nhá. Phải cố gắng, đúng không? Ganbaranakucha. Nakute wa chúng ta có thể nói ngắn là Ganbaranakucha. Hai. Ok. Tiếp theo, một câu thứ ba, tương tự luôn.
Ok, và kể cả này cũng là làm gì có chuyện, lẽ là, đúng không? Giống hệt với cái vừa nãy nhá. Ok, chúng ta bước vào mẫu thứ nhất. 相手は世界でトップのチームだし、頑張っても勝てるわけがない。Đối thủ lần này là một đội mà top đầu thế giới. Thế nên là dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa thì làm gì có chuyện mà thắng nổi cơ chứ. Né? Không thể thắng được đúng không? Thế thì câu thứ hai. 彼は日本語を勉強したばっかりなので先生の言うのが分かるわけがない。Chúng ta có từ ばっかりなのですね。Vừa mới したばっかり là vừa mới làm gì gì đó. Học tiếng Nhật đúng không? Anh ta vừa mới học tiếng Nhật thì làm sao mà có chuyện hiểu được những cái lời mà thầy giáo nói được? Né? そうですね。câu thứ ba. こんな難しい問題私にできるわけがない。Ôi dồi ôi, cái bài khó như thế này thì làm sao mà tớ làm được? Câu thứ tư. Lý sang là Trung Quốc人だから漢字が書けないわけがありません。そうですよね。Trong hình dung chúng ta đúng không? Cứ là người Trung Quốc thì thế nào cũng biết được kanji, biết được chữ Hán, thế nên câu này sẽ là bởi vì Lý sang ấy, Lý là người Trung Quốc nên là làm sao mà có chuyện mà không biết được chữ Hán cơ chứ? Đúng rồi, này. Làm sao mà chuyện không biết được chữ Hán, tức là cô ấy sẽ viết được đúng không? Đấy, chúng ta bước vào mẫu số 4. Wa ke dewa nai hay là tui wa ke dewa nai. Câu này đơn giản thôi. Các bạn cứ để dịch theo gì nhỉ? Tiếng Việt thì ở đây đúng không? Không phải là hay là không có nghĩa là. Cách kết hợp trong câu như thế nào mình coi như wa ke là một danh từ đứng đúng trước rồi. Nó đều là thể thường hết nhá. Mọi người chia thể thường nhá. Ok. Hai. Rồi ichiban. Nagai aida hon o karita mama deshita ga wasurete itta wa ke dewa nai. Tức là gì nhỉ? Tôi đã mượn cuốn sách là gì nhỉ? Trong một thời gian dài rồi, đúng không? Không có nghĩa là tôi quên nó. Ok. Cứ tưởng là quên không phải quên đúng không? Câu số 2 nhá. Subete no hito ga wakai goro no yume o jitsugen dekiru wake ga nai. Không phải là tất cả mọi người đều có thể thực hiện được những ước mơ của thời trai trẻ. Thời tuổi trẻ đấy. Ok. Câu thứ 3 nhá. 人間は働くために生まれてきたわけではない。そうですよね。Con người không phải sinh ra là để làm việc. Đúng rồi. Mà còn làm gì nữa? Học tập. Sống đúng không? Kết hôn. Đi chơi. Chuyên môn của những người còn trẻ như các bạn là phải học tập đúng không? Nè. Rồi, 4 bạn. Cho tôi xin nữa. Kane ga subete to iu wake dewa nai. Tiền không phải là tất cả. Nè. Hai. Câu 5. Câu thứ 5. いつでも電話に出られるわけではない。連絡は Facebook でお願いします。Một anh sếp nói với nhân viên mình đúng không? Không phải là lúc nào tôi cũng bắt máy được đâu. Đen qua ni để ra để được qua cái điều này nhé. Mà đôi khi hay không? Thỉnh thoảng hay cũng liên lạc bằng cả Facebook cho tôi nhé. Ok. Này. Cuối cùng chúng ta bước vào mục cuối cùng trong ngày bài học ngày hôm nay đó là nani nani nai koto wa nai. Không phải là không, tức là mình sẽ làm được điều đó, chắc chắn mình sẽ làm được. Không phải là không. Tức là mình sẽ làm được điều đó nhưng mà vì một lý do nào đó đúng không? Mình không làm. Ok. Ví dụ câu thứ nhất. Yaruki ga areba dekinai koto wa nai. Nếu như mà có cái động lực hay có cái hứng thú, yaruki thì không phải là không làm được. Dekinai koto wa nai, né? Ok. Mẫu thứ hai. Natto wa tabenai koto mo nai n desu ga amari suki ja nai n desu. Cái gì nhỉ, món đậu tương buổi trước mình cũng nói rồi nhỉ, món đậu tương của người Nhật thì không phải là tôi không ăn, thế nhưng mà tôi không thích lắm. Amari suki janai desu ne. Tức là có thể ăn được đúng không? Ăn thì vẫn ăn được nhưng mà chẳng qua là không thích. Hay. So. Dạ, 3 ban ikimasu ne. Hai, 3 ban. Koko kara eki made arukenai koto wa arimasen ga kanari jikan kakarimasu yo. Hai đứa bạn nói chuyện với nhau đúng không? Và đi đến nhà ga này, không phải là không thể đi bộ từ đây đến nhà ga được nhưng mà chắc chắn là sẽ mất thời gian đấy, tốn thời gian đấy. Kanari jikan ga kakarimasu yo. Ở bên Nhật nếu mà sống xa ga thì thường đi bộ sẽ phải mất tầm 20 đến 30 phút. Mà những cái nhà xa ga thì sẽ rẻ. Rẻ hơn rất là nhiều sống xung quanh ga đúng không? Nhưng mà gần ga lại đắt đúng không? Yachin ga takai này. Ok. Owari. Bài học của chúng ta ngày hôm nay thế nào rồi nhỉ? Rất là dễ đúng không? Mà mình thấy là hôm nay toàn những cái ngữ pháp, những cái cách nói rất là hay đúng không? Thực ra có thể đem ra sử dụng trong hội thoại giao tiếp hàng ngày đúng không cô? Mẫu phát là ba sẽ còn rất là nhiều. Thời gian sau này mình và cô Thành sẽ cố gắng hoàn thành sớm nó. Ok. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi các clip của cô Thành.
Ok, mình thi thoảng sẽ nhảy vào và xem gió cùng. Chưa đi vào tối mắt sợ. Chúc các bạn vui vẻ. Ok, bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.